Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sáu Vlog. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào video mới nhất của mình. Thì trước mặt các bạn đây chính là các mẫu xe của Summiter 2019. Những cái mẫu xe này thì đang được rất là nhiều các bạn quan tâm vì kiểu dáng thiết kế thì có tính thẩm mỹ cao, với phong cách là năng động, mạnh mẽ, kết hợp với kiểu dáng nhìn rất là đẹp mắt, với cái khả năng vận hành thì êm ái và xe thì rất là tiết kiệm nhiên liệu nha các bạn. Về phần động cơ của Summiter thì sử dụng cái động cơ là xi lanh đơn SOHC 4 thì, và xe có dung tích là 114cc và làm mát bằng gió. Khối động cơ của Summiter này thì sản sinh cái công suất tối đa là 9,9 mã lực tại vòng tua là 7.000 vòng một phút, và moment xoắn cực đại là 9,9 Nm tại vòng tua là 6.500 vòng một phút. Và xe thì có bình xăng thì dưới yên với dung tích là 4,1 lít. Và xe thì Jupiter thì được trang bị bánh trước và sau thì đều sử dụng bánh mâm, và được trang bị cái thông số lốp, với lốp trước là 70-90-17 và thông số lốp sau là 80-90-17. Và xe có chiều cao yên là 765mm, rất là phù hợp cho các bạn mà có chiều cao từ 1m6 nhé, thì là ngồi chiếc xe này cảm giác rất là thoải mái rồi. Và cái trọng lượng của xe Summiter thì có trọng lượng là 104kg. Về các mẫu xe của Summiter thì có hai cái phiên bản chính như các bạn có thể thấy thông qua màn hình, thì đây chính là phiên bản GP, và ở bên cạnh hai bên thì chính là các phiên bản RC nha các bạn. Nhìn về tổng thể thì Summiter thì có kiểu dáng thiết kế thì đậm chất thể thao, với phần đầu đèn thì thiết kế nổi bật với pha đèn lớn và được chia làm hai nha các bạn, sử dụng cái bóng sợi đốt. Về phần xi nhan thì các bạn có thể thấy là xi nhan thì được thiết kế rất là góc cạnh và tỉ mỉ với cái kiểu dáng là sao băng và sử dụng cái kính mờ rất là sang trọng. Còn về đĩa trước của xe thì thừa sử dụng cái đĩa nhìn rất là lớn với cái heo dầu là 2 piston nha, nên là khả năng phanh của xe thì rất là an toàn. Còn các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình, đây chính là phiên bản RC. Đây chính là màu cam đen, thì cái về cái màu sắc này thì cũng rất là đẹp mắt luôn, với cái chữ RC được dán nổi. Về phần phuộc đằng sau của Summiter thì được sử dụng phuộc có bình dầu nha các bạn, nên là khi qua gờ giảm tốc thì cảm giác rất là êm ái luôn. Với cái tay cầm đằng sau thì được vuốt nhọn với kiểu dáng rất là thể thao. Về phần tông màu chủ đạo của xe là màu cam xen lẫn với lại màu đen, và có cái tem logo của Yamaha kèm vào đó là có chữ RC, với lại cái dung tích của xe là 115cc. Và về phần động cơ của xe thì sở hữu khối động cơ là 114cc, nên là cho cái cảm giác khi mà lái xe này thấy rất là bốc nha. Về xe Yamaha thì có cái vòng tua máy lớn hơn là các dòng xe của Honda, nên là khi mà di chuyển những cái mẫu xe của Yamaha thì cảm giác rất là bốc. Và xe Jupiter thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu nha, đã được sử dụng kim phun điện tử nên là tiết kiệm nhiên liệu tối đa, và chiếc xe này thì vận hành thì khá là êm ái và được rất là nhiều người lựa chọn. Về lốp sau thì các bạn có thể thấy là sử dụng lốp IRC. Còn về phần gấp sau của xe với lại ốp sên thì được sơn sáng bóng nha các bạn. Về cần số nhìn cũng rất là đẹp luôn. Về kiểu dáng của chiếc này thì nhìn cũng gần giống với lại Exciter 150 nha các bạn. Về kiểu dáng rất là to. Về đèn hậu của xe cũng được thiết kế vút nhọn và vảnh cao nha các bạn. Còn về phần lốp sau thì sử dụng lốp 80-90-17. Còn về đây, cái bô của xe thì nhìn cũng thiết kế rất là tinh tế nha. Xe thì ở đằng sau thì không có sử dụng đĩa sau nha mọi người. Về cái phần bô của xe thì cũng được thiết kế có cái miếng ôm ốp inox ở bên ngoài rất đẹp, và xe sử dụng bình dầu nha. Khi mà qua những cái gờ giảm tốc hay là qua ổ gà thì xe cảm giác rất là êm. Xe thì vẫn sử dụng giò đạp. Về màu này là những phông màu của phiên bản RC nha mọi người. Về khóa thì tích hợp khóa mở yên thôi nha các bạn, sẽ không phải cúi ra đằng sau để mở yên rất khó chịu nữa. Về mặt đồng hồ thì hiển thị đầy đủ các thông số, tuy là vẫn là đồng hồ cơ bình thường nha các bạn. Đây ở phía bên tay phải thì có nút bật tắt đèn khởi động. Còn về mặt đồng hồ của Summiter thì có hiển thị các chức năng như là vòng tua máy, báo số, rồi có báo lỗi hay là báo đèn pha nha các bạn. Còn phía bên tay trái các bạn có thể thấy là có nút cốt pha hay xi nhan phải trái và nút kèn. Nhìn về mặt đồng hồ thì nhìn rất là đẹp nhá. Thiết kế theo hình dạng là chữ V luôn, nhìn rất là đẹp mắt. Chiếc xe Yamaha Summiter này thì rất là phù hợp cho các bạn có thể là dùng cho điều kiện di chuyển hàng ngày hay là công việc như là công sở nha. Các bạn sẽ di chuyển chiếc xe này rất là phù hợp luôn. Phù hợp cho mọi lứa tuổi, các bạn nam hay nữ thì cũng có thể đều là
sử dụng chiếc xe này được. Còn trước mặt các bạn đây chính là màu xanh GP mọi người ạ. Màu này thì nhìn rất là đẹp và có cái màu đặc trưng của Yamaha luôn, cái màu xanh CP. Và về giá của xe Yamaha Jupiter thì về cái giá đề xuất là từ 28 triệu đến 30 triệu đồng nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì ở cái hàng, cái cửa hàng mà mình đang quay cho các bạn xem đây là cửa hàng Yamaha Liên Thành Nam thì đang cái bán cái mẫu xe Yamaha Jupiter thì với giá đã bao gồm giấy tờ rồi là mức giá là 30 triệu đồng nha các bạn. Rất là phù hợp luôn, có thể là nói là rẻ hơn giá đề xuất luôn. Với một chiếc xe mà 115cc và có phun xăng điện tử nha. Chiếc xe này thì về kiểu dáng thiết kế thì các bạn cũng đã biết rồi, rất là thẩm mỹ luôn. Các bạn nào có thể nhìn vào cái hốc gió cũng như là hai bên đèn xi nhan cũng như là đèn pha của chiếc xe này thì nhìn rất là phong cách nha các bạn. Chiếc xe này thì hiện nay thì có hai cái phiên bản thôi, là phiên bản RC và phiên bản GP nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy là mẫu xe Jupiter này thì cũng được rất là nhiều các bạn lựa chọn, bởi vì kiểu dáng thiết kế đẹp mắt cũng như là khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì hầu như những người mà đã sử dụng qua chiếc Jupiter này thì hầu như là không có chê về mẫu xe này nha các bạn. Và tất cả các mẫu xe thì mẫu xe nào thì cũng có những cái ưu và nhược điểm riêng, nhưng mà theo mình đánh giá cái mẫu xe Jupiter này mà có cái nhược điểm lớn nhất thì theo mình nghĩ là về giá. Thì về giá của chiếc xe Jupiter này thì nằm ở mức giá là tầm 30 triệu đồng. Thì nếu mà so ở thị trường, giá thị trường hiện nay thì các mẫu xe mà có giá cao hơn một chút như các dòng xe của Winner hay là Exciter thì các bạn hoàn toàn có thể có một cái sự lựa chọn cao hơn, bởi vì là chính vì cái điểm yếu này nên là cái mẫu xe Jupiter thì cũng không có được nhiều người lựa chọn lắm, vì giá thành của mẫu xe này thì cũng nằm ở mức giá là 30 triệu đồng, cũng có thể nói là ngang bằng với các dòng xe của Honda Future 125. Nên là mẫu xe Yamaha tuy có thiết kế rất là đẹp mắt cũng như là kiểu dáng rất là đẹp, nhưng mà về doanh số bán ra của mẫu xe Yamaha này thì cũng không có cao, bởi vì là nằm ở mức giá tiền cũng là trên dưới 30 triệu đồng nha các bạn. Và về phần cốp để đồ của xe Jupiter này thì cũng có một cái nhược điểm là cốp hơi nhỏ nha các bạn. Khi mà các bạn để đồ hay là các bạn có thể để nón bảo hiểm ở trong cốp thì sẽ không được nha. Đây cũng là những cái nhược điểm của Jupiter. Còn về ưu điểm của mẫu xe này thì khá là linh hoạt và di chuyển phù hợp cho các bạn đi phố hay là phù hợp cho các độ tuổi luôn. Ví dụ các bạn thanh niên hay những người lớn tuổi thì vẫn có thể sử dụng được, bởi vì những cái mẫu xe này thì có khả năng vận hành rất là ổn định nha. Mọi người rất là đánh giá cao về cái khả năng vận hành của Jupiter. Thì về khả năng bền bỉ cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu vừa phải nha các bạn. Với được mẫu xe Yamaha được một cái nữa là khi mà đề ba sẽ rất là bốc, bởi vì là những cái mẫu xe như ở cùng phân khúc thì hầu như các mẫu xe của Yamaha thì thường có vòng tua máy cao hơn. Và khi di chuyển chiếc xe Yamaha Jupiter này ở cái tốc độ như là tầm 60 đến 70 km/h thì sẽ cho cảm giác rất là đầm xe, bởi vì xe thì sử dụng cái phục sau thì có bình dầu nên là khi qua cái gờ giảm tốc hay qua ổ gà thì sẽ không có những cái tiếng kêu lớn, rất là êm ái. Còn về các chi tiết của màu sắc thì các bạn có thể thấy rồi, rất là nhiều màu sắc để cho tất cả mọi người cùng lựa chọn. Về thiết kế của Yamaha thì từ trước đến nay thì cũng không ai chê được rồi, thì cái thiết kế rất là đẹp. Và về trọng lượng của xe thì chỉ có 104kg thôi, nên là khi mà chúng ta muốn dắt vào trong nhà hay là muốn dắt xe thì cũng rất là nhẹ nhàng nhá. Và về mức giá tầm trên dưới 30 triệu đồng thì cũng rất là phù hợp với mọi người. Nếu mà các bạn về điều kiện kinh tế cũng như là còn khó khăn thì các bạn có thể tham gia những cái chương trình trả góp. Hiện nay thì cũng có những cái chương trình trả góp thì chỉ cần trả trước tối thiểu là 30% giá trị sản phẩm thôi. Thì cái điều kiện thì chỉ cần trên 18 tuổi, có chứng minh nhân dân bằng lái xe hay là chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia những chương trình trả góp của bên Yamaha. Còn về phần máy móc thì xe này thì có dung tích nhất là 0.8 nha, 0.8, nên là sẽ rất là tiết kiệm nhất. Khi các bạn thay nhất thì chỉ có thay 0.8 lít thôi. Xe thì sử dụng cái động cơ là SOHC nha, với dung tích của xe là 114cc. Về mã lực của xe thì cũng rất là cao nha mọi người, 9,9 mã lực, nên là chiếc xe này rất là mạnh mẽ luôn. Và ở trong tháng 10 này thì mình sẽ cập nhật về giá xe liên tục cho các bạn, nhất là các mẫu xe hiện nay thì đang được rất là nhiều bạn quan tâm, về các mẫu xe côn tay như là Yamaha Exciter, Suzuki Rider hay là Honda Winner X thì rất là nhiều các bạn quan tâm, nên là mình sẽ cập nhật giá xe liên tục. Nên là các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh của mình, hay là bấm vào nút chuông báo để được thông báo về những cái video mới nhất của mình nhé. Và cái video này thì mình cũng chỉ làm đến đây thôi. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video sau.